anh Tùng có cái áo nhu tình nào để lên. Ok anh em ơi, và hôm nay chúng ta cùng trở lại với chương trình đấu giá của cùng với chủ S8 Phần Sơn Ký Sử của văn phòng em ơi. Sau khi công thành vừa rồi thì anh được hai thành đó là Phường Tường và Dương Châu, và anh tiếp tục đó là 16 với 16. Thì bàn đang đấu giá vật phẩm con hình chiến cũng như là đấu giá đồ 16 16 cho bàn để lấy tiền phật lương vậy nè. Ok anh em còn theo dõi ủng hộ, một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Ừ vậy đưa cái phi trần à, là dùng phi trần lắp ạc anh hai kim cho phi trần trước nè. Đó đi Như Hương ơi, phi trần hai kim trước nha anh em. Phi trần trước đi, lấy sau. Phi trần trước rồi lấy sau làm đẹp. Có gì vậy Khánh? Một cái đao thiếu lâm em ơi, một đao thiếu lâm em ơi. Đồ long đeo, đồ long đeo trắng thái, bắt ộp. Quá đẹp. Còn lại hai thiếu lâm mỗi em một cái, hai kim thì giao dịch luôn phải ạ. Giao dịch luôn ơi, nhanh luôn Khải ơi. Giao dịch luôn đi vừa ai Khải ơi. Không ai mua giao dịch phi trần, ok. Còn ai mua không mua giao dịch Như Hương luôn nha. Ok. Giao dịch nữa hai kim qua luôn. Đâu Khải ơi. Khải chốt cái thông báo ạ, thông báo nha. Thu nè. Lần hàng đâu nè. Con nào ạ? Thông bị. Vừa rồi bên Thứ Hải giao dịch mình ít kim qua bên này đã cộng quỹ lương phát nha anh em. Anh em xem trên phần công hạt bóp trong độ Khải có cập nhật nha. Bán nè. Kim hay kim. Khải xem được bao nhiêu túi rồi, Khải tính tiền hả nha. Nãy là bên kia là đồ xấu kim nè. Dưới 23. Lâm An Nam ở đây. Lâm An Nam ở đây. Một chút em cập nhật cái này rồi tiếp tục nè. Túi. Đồng dấp đầy áo nhu tình không? Nãy là bên kia là gửi vào xấu kim. Ok, xấu kim bỏ qua một bên. Cá là đưa luôn. Nhiều kim bán hộp được. Nãy bán hộp được. Còn một hộp nữa ai mua không mua hãy mua luôn nha anh em ơi. Bán hộp được 2 4 6. Được 6 kim nữa nha anh em. Là được 30 túi. Ok. Ủa, sao mất hết ta? 1 2 4 túi là 6 kim đúng rồi. Bây giờ túi nó có 40 túi. Đúng rồi, 40 túi. 40 túi là 6 kim đúng rồi anh em. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Mà nếu như gần nhiêu để em mua luôn nha Tùng hả? Bạn mua cho 5 6 kim này. Tứ Hải giao dịch 6 kim này. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rồi này Như Hương như phi trần giờ lấy đao này, tiếp tục đấu giá tiếp anh em ơi, mở hai khui đấu giá tiếp này. Anh Tùng giờ lấy túi này anh Tùng ơi. Đó đeo đi một ái luôn anh em ơi. Ngồi lên luôn. Lâm An Nam luôn anh ơi. Từ đây. Phải mua hai túi nha anh. Mở luôn anh em. Lâm An Nam anh ơi, mua hai túi nha đoàn tròn. Được cái luôn là đấu giá được 6 kim 40 túi. Như lại anh Tùng này 20 nè. 4 nè. Thằng đó đeo đi rồi. 8 nè, 10 nè. 14 là anh Tùng 7 kim với 7 cái dạng anh Tùng ơi. 7 kim với 7 cái dạng Tùng ơi. Rồi. Mình kim 7 cái vãi rồi này, cái túi đấu chưa? Túi viết tịch chuẩn bị đấu luôn anh ơi, chuẩn bị đấu luôn rồi, có hai túi. Ok. Rồi nè, phi trần Như Hương một người 2 kim, 2 cái vũ khí. Tiếp tục nè. Sơn chơi vào vùng khí. Thiếu Lâm. Thiếu Lâm. Thiếu Lâm. Một hai cái đao. Ít 2 này, mỗi người 2000 xu nè. Cầm 2000 xu rồi, tiếp tục nè. Rồi. Còn hai cây nữa nha anh em, mở hai cây nữa nha anh em. Đó. Hai cây thiếu lâm nữa. Tiếp tục. Đó anh em, sao nhớ được người ấy đến. Mình đấu đến đâu thì mình xác nhận là đến đó. Nhưng lúc đó anh em hỏi, ừ Khải mày đấu gì mà mười mấy kim, vật phẩm gì, sao biết được. Mình phải rõ ràng chỗ đó. Mình phải đi lại, quên đấy. Quên nữa, bảo lúc đó mình không biết đâu nữa, mình cập nhật là sai nữa anh em. Đâu mình... đầu lắm. Rồi ok này, tiếp tục này. Rồi. Anh Tùng này 7k 7 cái dạng anh Tùng ơi. Cập nhật tiếp tục anh đây. Tùng luôn. Đã giờ anh Tùng ơi. Vâng, tiếp tục ạ. Rõ ràng cho nó khỏi lộn nè. Anh Tùng là 143 nè, 7 cái dạng 7 kim. Đó. Vâng, 2, 4, 6, 7, ok chính xác. Đây đây, giao dịch có chữ đỏ. Ok anh ơi. Ờ, của ái luôn à. Gì? Nên được phong lóc bẹp nha. Sơ, bằng 7.000 vàng. Nên được phong lóc bẹp khách đăng vô của ái hay sao anh em? Như Hương lóc rồi. Làm lóc. Ủa, mà anh Linh, em ơi anh Tùng đang cầm ở đây, xác nhận anh Tùng ơi. Không, không, có anh em, con okay. Đỏ cái gì. Ok, ok, hỏi kia. Có một người chứa già vinh viễn với lại ba con ngựa kháng cảnh này. Cây đao trần phai nó, cây đao trần phai nó đang được tay bé hơn cây đao kia luôn, mà cực óp nó cao hơn. Ừ. Ai thử. Mấy kia đa dạng. Óp thử. Rồi, ok, đủ anh Tùng này. Đó, cập nhật rõ ràng nha em. Rồi tiếp tục này. Đã giờ Khải sẽ mở hai cây vũ khí nữa. Thực ra gì tiếp tục đấu giá nha em. Rồi cóc mấy ngựa chặt được quá. Rồi, cho đựng con ngựa này. Không biết mở đúng rồi, chặt rương không biết mở đúng rồi. Vui thử nhanh em. Vui. Một cái bóng. A à, có bóng cái vang rồi. Ai chơi cái vang anh em. Ui, cái vang tầm này ngon à. Rồi hay anh em ơi. Tiếp tục ra gì đây. Xem này là một tháng à anh hay một tuần? Một tuần em ơi, bóng cái vang rồi. Tiếp này.
một cái đao nữa. Ấy xa. Gì đây? Ui. Dương. Ngũ độc giáo. Rồi ngon nha. Rồi. Anh Thành đâu? Hai kim. Bọn cái bang anh em ok đẹp luôn anh em ơi. Một bọn cái bang một năm động nữa anh em ơi. Quá đẹp. Có lương phát tiền phát lương. Đó. Rồi anh em mua cái gì chuẩn bị đó cái này cho anh Tùng đó. Đến qua vũ khí nha anh em. Hai cái vũ khí này tiếp tục nè. Vũ khí này. Một đao năm động này. Một bọn cái bang. Rồi. Hai bí tịch thì chọn. Hai bí tịch tùy chọn. Rồi đến đấu giá tiếp tục bí tịch tùy chọn nha nè. Rồi bí tịch bị chọn tùy chọn là đấu giá 1122 luôn em ơi. Hai cá luôn nha. Hay là một đi em mua như mua đi. Một kim lên 200 xu em ơi. Một kim lên 200 xu em ơi. Có hai cuốn tùy chọn là mình chọn quyển nào cũng được không? Đúng rồi muốn chọn quyển nào được từ 1 đến 10. Một đến mười, một cái năm nhân đấu lại. Có hai cuốn nha mọi người, hai kim cho anh Tùng. Có hai cuốn nha. Có hai cuốn nha năm. À, có hai cuốn. Hai k lần một. Đó. Cái này là tùy chọn em rỡ khỏi mấy công đi ép anh em ơi. Nếu anh em đi ép sẽ tốn một cái võ lâm một tật hiện tại đi kinh. Đó, anh em chọn anh em đi ép nữa thì lỡ lên hình xui á. Này mở ra có luôn. Hai kim lần một. 15 giây nhánh lần nha anh em. Hai cuốn thôi. Ai. 2k lần 2. 2k lần 2 anh em ơi. Rồi ok. Anh Hiếu lên hồi Hiếu ơi. Rồi ok. Tiếp tục cuốn tiếp theo anh em ơi. Giải dịch anh Tùng ơi. 2k cuốn tiếp theo anh em ơi. Cuốn tiếp theo anh Tùng lụm luôn. Hai kim, mau tiếng. Ok, hai kim nhưng mau tiếng. Từ từ Tùng ơi. Tắt ra. Cho anh ít đi với cả cái xanh đi anh mua luôn. Cái xanh còn một túi để em đưa anh một túi nè. Ok. 150 xu à? Đúng rồi anh ơi. Nãy em mua hai túi. Ok, một túi nè. Rồi, hai kim mau tiếng là một. Rồi, giao dịch luôn anh ơi. Hai kim với 150 xu, ok. Mật khẩu là gì hả Khải? 123 123 nha Cường ơi. Rồi lão đại 2k2. Lão đại 2k2 nha anh em. Rồi anh em chuẩn bị còn 3 con ngựa 7 ngày và một con ngựa vĩnh viễn và một cái bóng một cây đao nữa xong nha anh em. Còn 4 túi nhu tình hiệp cốt. 2k2 lần 1. 15 giây nhảy nha anh em. Lên 200 đó, 200 cục tay ơi, lên 200 cục tay ơi. Lên đó là không hợp lợi nha. 2k2 rồi lên 2k4 này đúng rồi. 2k4 lần 1. 2k6 cho lão đại luôn. Lần 1. Lúc này cũng thiệt ơn. Không nhìn lấy nào lại. 4 con ngựa. Rồi 4 ngựa hết rồi. Còn lại mấy cái tinh thần thiệt tinh thì hỗ trợ 3. Rồi đồng ít em rồi. 3k4. Một cái nhảy số quá đẳng cấp đến từ vị trí của anh hùng cục tây. 3k4 năm ơi. Này lên máu quá. 3k4 lần 1 cho anh hùng cục tây. Ba cái tư lần 2. 3k6 cho lão đại. Sau một hồi suy nghĩ là lên 3k6 nè mày. Lão đại này cái bàn như nè. Mày cứ chơi đi rồi á. Nam đang đấu cho anh Hiếu nó yếu cũng dế lắm. Đẩy lúc kháng cho tao. Đỉnh đấu cho anh Cường mà thiếu cung 6 thôi. Mày thiếu một cuốn con vô 6 kim cho tao. Vô 6 kim cho tao. Cả 6 lần 2. Lên hóa vậy anh Cường. Bây giờ anh Cường nó 5 kim. Bây giờ nhảy lần 1 kim. Người ta mình đến 3k8 cho anh Cường. 3k8 ok. Sau một hồi suy nghĩ lại 3k8 rồi nè mà. Đây phải gì á đủ. Không lẽ thiếu sợ thiếu Nam. Mày chơi cho thiếu tao Nam. Mày muốn tốn kim. Lên trên em có lên. Đâu chứ là cái dùng nhau mày trong kim nha. 3k8 lần 1 anh em ơi. Và bây giờ nhảy bước 3k8 lần 2. Chúng ta còn 20 giây để chốt nha Nam. Suy nghĩ nè. Đấu vé là vui nhất trong game á. Anh em đâu đi. Ủa cho tao. Ủa cho tao. Nghĩ mày lỡ cái 200 xu rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok rồi. Chốt cho anh Hùng Cục Tây 38. Giao dịch. Trời ơi. Mắt đó thằng Nam. Lột Nam tao cho anh Hiếu nó yếu cũng dê lắm. Mày mày con cung nó xíu à. Không hù sợ. 3k8 anh Hùng Cục Tây. Thu dạng. Thu dạng mà đấu dụng thu dạng lắm. Bằng một. Ở đâu Khải ơi. Lên
200 xu nữa mày, 4 hộp nha anh em. 4 hộp này ngàn xu hơi cao quá. 400 xu anh em lên. Lên 100 xu. Đủ món này thiếu nào được ấy vậy? À, dạ, tôi chơi nha. Anh Nam nha, anh Hùng Tây ơi. 4 hộp này mày. À. Nhu tình hiệp cốt. Lên em ơi, 500 xu. Đại lý kìa, đồ đại lý cái con đồ vừa ấy kìa. Tao như mấy tiền đại lý đây. Đại lý nghỉ mày đi. 700 đúng rồi. Tôi muốn đọc cổ. Nghe. 1k. Vui hàng 1k nè, lên. Tượng đường còn 2 slot hả? Tượng đường còn 2 slot hả? Nó tao gào từ cái hồi đèn đá. Ơi, Khải ơi. Thằng ơi, á thằng ơi. Ok, anh nào? Ok. Qua phương tượng đó thằng ơi. Tao mày qua đây. 1k nắm ơi. Nói mày tao gào từ cái hồi đèn đá. Chị Trần ơi. Cà gặp nhóm BT gà, đi mê đại lý bớt ơi. Chị vô đây cho anh em ta đi gà. Cái này vĩnh viễn hay là sao ta, Khải ơi? Tôi hai tao đây. Cái này là vật là 200 thôi. Chọn một đúng số nha. Ôi 4 3 k 8 mà sao đưa nhiều cho đỡ khỏi. Quên tắt. Ờ ok lại. Rồi giờ xong lần 2. Anh kìa, Phương Anh đưa cái đi ra. Đưa này. Đưa ra bên 5 4 bay tắt. Bảo bên giống đủ người. Giống đủ người. Người ông đâu nó kìa, bên đại lý 4 bạn kìa, qué đi. Qué đi hai người nó đủ kìa. Quý phát lại em thằng về đây. Đủ nè. Đi đâu vô BT2. Có ai mua 4 hộp không mua khả chốt 1k nha nè em ơi. Có Nga My không? Bỏ vào đây cục tay. Có anh. Nhu tình. Bỏ Nga My qua đại lý nè. Bỏ con Nga My qua đại lý. Ngàn số. Đây cầu bê phút quá. Bê phút chốt nè. Tiếp tục nè. Qua đây đại lý nè thằng ơi. Thằng. Bê đại lý ơi. Người có sát thủ giãn không? Có sát thủ giãn không? Qua đi. Qua đi á thần nó cho rồi, qua đi á thần nó cho rồi, nó có kìa. Rồi vô bên đây. Qua nè. Lên. Qua đâu. Xuống còn á thần kìa. Là vị nha, đâu đi nữa nha. Rồi lên em ơi. Đi. Đây, quăng lại qua đụng máu quá. Bỏng cái băng 7 này 2 kim em ơi. Nó cái á thần. Mẹ ạc này không có xu. Bỏng cái băng 2 kim còn 2 phút vào vừa ải á nè. Cho nó cái á thần. Kìa, dưới kìa. Tìm một tường cho nha, xong hết nha. Mua máu đi cho sao sao tao nè. Một cái bóng cái băng anh em ơi. Cái băng đâu, băng mình đâu, nô một băng mình đâu anh em ơi. Khánh Đăng nè, đó, 2 kim cho Khánh Đăng. Quá rẻ luôn anh em ơi, một cái bóng quá rẻ luôn. Một ngày chỉ tốn khoảng 300 xu thôi. Sở hữu được cái bóng đánh quá chất luôn. Bóng quá khét, đi hai đường. Ôi. À, nói đem đừng buồn, bóng như con cặc vậy. 2k lần 2. Giỡn hoài cái pháp. Là bỏng khỉ mẹ. Má thì bữa hổm mua cái bỏng muốn chửi lộn với AD luôn. Hai kim. Rồi, ai không lên em ơi. Hai cái nam cho em mua đầu tươi. Đó, long một cho mua đầu tươi. Trong những cái bang của bang khác giữ. Hai cái nam long. Mua máu xong tụi mày. Vô lẹ lấy vô. Rồi vô đi. Đại lý vô, đại lý vô. Hai cái nam lần 2. Sau một khâu comment của chúng ta nghe máy đi anh thì chúng ta sẽ bước nhảy nó nhanh hơn một tí. Làm ăn nào chủ cây đó phải ta đó đâu mà. Đúng không? Anh ấy ai chủ cây ấy. Làm ăn nào em ơi. Rồi, chốt cho anh MR đầu tươi. Hai anh em ơi, cái bóng cái bàn hai anh em nha anh em. Chốt lên cho sắp nha. Anh mua xong anh để vô là một sự sai lầm cuộc đời của anh khi chơi game với Lâm Thiên Kỳ này. Rồi tiếp tục đau anh em đọc anh em ơi. Phút thôi để nào đi là gửi luôn mà đi nữa. Còn 30 giây nha thằng, 30 giây vô gãi nha, hết giờ á. 30 giây. Nghèo cặc chứ nếu mèo đi. Không ai hỏi đây nữa đâu, không có đây nữa. Cái đầu bằng sát 71 luôn. Mà nó gọn ta. Móc luôn. Cái lồn bất bình ai bỏ cái được. Anh mới rồi là tôi gì Lâm ăn Nam Duyệt anh ơi. Sao anh quý phát đủ hết cẩn thận giùm em nha. Đây. Cái đao em đọc này anh em nào mua thì lên là lấy luôn nha anh em ơi. Rồi tiếp tục này người chiếu dạ bên viễn anh em ơi. Một kim. Lên 200 xu. Đó, hàng hóa anh em cứ một kim anh em lên cho nó giờ chơi. Đó, đụng má mấy con buông nó nhào vô. Vô, một kim lên. Cục tì không mua mấy đây bán lại cho anh em bị kỹ tí không mua. Mua mấy cái gì rồi. Tôi không có chơi đầu gớt giá. Tôi kim được chơi đầu lên giá thôi. Sao chứ vậy một kim lên 200 xu à. Ủa, con đá bình viễn mà 5 xu em bình dương. Bình viễn một kim em ơi, bình viễn mà. Bình viễn nha. Kim nữ à, kim nữ gia đình đang à. Một kim rửa gia đình đây. Vĩnh viễn mà em, sao một 500 xu được em. Một kim một, lần một. Quá rẻ luôn em ơi. Lên đi nha. Lên người tiền nha. Mua cho xe chạy. Bảy bảy ngày. Rẻ luôn. Hết xu. Má không lẽ thích mua cho con. Để mua cho con cho Thiếu Lâm Bạc Ti đứng ngoài cổng thành chạy chứ. Rồi, một cái năm lần hai em ơi. Chiếu dạo Vĩnh viễn em ơi. Ừ, hôm nay không thấy chứng lề cũng lề.
giao dịch mời rồi đầu tư ơi. Một cái Nam lần hai em ơi, ai mua gì là mang Nam giao dịch luôn em ơi. Bữa ban mình có cái phi đao ai đang giữ mà bán lại đây ta. Đang xài mà anh hay ạ, à, đều đang xài hết mà sao giữ được. Đang xài hả? Ừ. Hai người đang cầm phi đao ban mình phụ đánh đó, hai người đang cầm. Rồi, một kim Nam em ơi, chốt nè. Rồi, em mang Nam giao dịch luôn anh ơi. Rồi, chiếu dạo bên biển một canh năm. Đó. Có ăn được cái 16 thêm lương được anh em khoảng tầm vài kim nữa anh em. Cũng ngon lắm anh em. Rồi hiện tại còn gì nữa không ta? Rồi chú dạ anh Viễn này một canh em anh em ơi. Rồi tiếp tục bây giờ đến ngựa ba con ngựa 7 ngày nha mọi người. Rồi ok. Ngựa 7 ngày thì tuần trước là Khải đấu một con trung bình 500 xu nè. Giờ tiếp tục vẫn là 500 xu anh em đã mua lên nha. 500 xu 7 ngày. Kháng tất cả anh em. Trước thật phải mua một kim nha lộn. 500 xu. Ui. Lên 100 xu. Lên em ơi. 7 ngày nha em. 500 xu cho Bình Dương. Xin nhường anh em. Xin nhường cũng cắt. Đó là phải đâu. Hợp lý thằng em nó nói vậy anh, lẽ giờ anh em lên nè anh em. Rồi, nói chung xu lòng 1. Cho thằng em nó Bình Dương, Bình Dương có bài bích rồi anh em ơi. Nói chung xu lòng 1. Ba con ngựa kháng tất cả. Cú gì? Cái cú gì? Ba con ngựa kháng tất cả. Bành này. Rồi, nói chung xu lòng 2. Chả nó biết mà. Được khỏe lắm, được sức rồi. Ok, đứng đây nhìn lái ngựa một phút, ok. Rồi, Bình Dương về giao dịch em ơi. Con đầu tiên thuộc về Bình Dương với giá 500 xu nha năm. Rồi, con thứ hai. Con thứ hai thì vẫn là con trắng cho anh em luôn. Vẫn là con trắng cho anh em luôn. Lên em ơi. 500 xu, anh em nào mua lên em ơi. 500 xu. Tuần trước chạy ngựa đen rồi nè. Bây giờ chạy ngựa trắng cho anh em, à, lên em ơi. Trời ơi. Anh lấy cuốn mật tịch nè ơi. Mở không? Anh mở lấy quyển 6 nè. Không biết. Rồi. Được rồi. Sao anh ơi? Nào lên bóp trên gửi mấy cái lệnh bài bóp lại với nha. Ok ok, bữa nào sắp xếp anh chắc là chủ nhật đi Nam ơi, chủ nhật quốc nha. Nay thứ 6 thứ 7 chủ nhật quốc nha Nam ơi. Ok ok. Ok ok, tối chủ nhật anh em mình quốc nha. Quốc cho bàn quốc trong tùng luôn á. Ok. Đem xuống lòng 1 Nam ơi. 500 xu. Còn kháng cảnh nằm cho má 20-40 đủ má. Giờ thằng Will đang mạnh mà giao cho Will mặt nó càng mạnh hơn. Mà cái gì mẹ nó lần 2 cáo phù ngủ á. Rồi ok, chốt con người thứ 2 500 xu. Tiếp con người thứ 2 20-40-40 á. Ủa cái ngựa, cái áo đó là nó xanh ra à? Cái áo đó là nó xanh ra. Cái áo đó lúc trước có ạc chung mua nè. Mà nó bán ạc, nó không bán áo với bao tay. Nó lùm ra đồ. Rồi tiếp tục người đen em ơi. Em lên em ơi, cũng khá tất cả anh em giống như nhau anh em, nó chỉ khác cái ngoại trang anh em ơi, như nhau nha. Nói cái áo rồi đô một server luôn. Rồi, hiện tại cùng tồn kho một cái đao anh em đọc nè. Rồi, ngựa Đình đang chưa dịch ta, Đình đang đâu, ta đi đâu hả, Đình đang đi đâu hả? Đây rồi. Ok, Lâm ăn nào dùm khoảng. Nam trăm xu Nam ơi, người đen Nam ơi, lẽ tùng kho nữa Nam, tuần trước tùng kho một con là Nam. Tuần trước tùng kho hai con chứ. Cho hai con. Giờ rửa Nam, rửa xe Nam có hết rồi. Đó, còn còn tùng kho một con đúng không Nam? Anh em quyết định không mua đúng không Nam ơi? Không mua sẽ phải đến chương trình Donate Xbox nha Nam. Phi Trần thì lấy Nam một con Phi Trần ơi. Ok, đang đi. Ok, tự lấy. Rồi, xong. Còn cuối cùng là anh em, bọc kim lên 500 xu là anh em, con đá. Lên em. 24 mày đủ quá, mày tài lần. Lên, lên. Đủ 10 kim, lắm. Mấy 15 kim luôn. Đó, sợ lịch rồi. À, người kháng cả mua 9 triệu rưỡi đó anh em. Cầm đồ này đi. Mua quá mà. Ủa rồi. 500 xu đó mày lấy cái tài gọi lại kiếm 5 rồi, kim okay. Nha. Hết đồ đấu giá nè mày, tổng thử đấu giá bao nhiêu nè. Đó. Hơn 30 kim đó nè. Ok, thằng này phát lương ok tốt luôn nha nè. Quá tuyệt vời. Ăn được cái thêm 16 á là mình thêm được khoảng 7-8 kim nè, không ít đâu nè. Cố gắng nè, đánh tốt 16 là nè, ăn 7-8 kim đó nè. Thêm được cái lương, tiền lương phụ quà của ủy ban đó nè. Phát hàng tuần. Cái tưởng thù cho bắt đầu chết hai bè. Thì cũng gì đó. Alo. Do bị lỗi là mình dính tường á, leo tường là dính đẩy ở đó luôn á. Mình nghĩ là đi tường là mình nghĩ là nét dạng như nét á. Thêm thiếu lâm đó là tưởng gãy rồi đó. Tại vì hai con chết là nhất. Chết là nhất. Đừng đứng dần là gì? Là
chỉ có anh em đi đánh là chia nhau. Không, chia cho toàn bang luôn nha, chỉ anh em đánh nha anh Ba Khía ơi. Cái 16 này là cộng vào cho toàn bang phát luôn cho tất cả anh em tham gia luôn nha. Chứ không phải chia là chơi tập thể, chứ không phải chia cá nhân. Chia toàn bang luôn á. Đánh này ta lựa ạc quyết nhất, quyết ta đánh chia toàn bang là lấy được cho anh em. Em nào có biết thì đại diện bang mình đánh thôi, chứ còn thưởng có chia đều. Còn lại là phần thưởng chia đều. Anh em đi đánh nha. Thưởng chia đều á. Chứ không phải là nói là 16 anh em đã đánh là chưa 16 anh em đã đâu. Không phải nha, cái đó không phải nha nè. Tại vì anh em mới vô anh Cường hỏi một lần vì Cường chưa hiểu. Ok. Đi đại diện bang đánh thôi, kiểu như anh em đồ lợi thế hơn chút, đặt lợi thế hơn chút thì đi đánh thôi. Chơi vậy mới vui anh em. Đúng rồi, cũng như cái thiên tử cũng vậy em. Thiên tử cũng vậy thôi, nếu thiên tử mình win á thì cũng chia đều cho cái lương toàn cái bang mình luôn, chứ không phải là một mình một cái nhóm nào đó đâu. Nói chung là hiện tại bây giờ là tất cả mọi cái nhiệm vụ là điều thành vào cái lương của tuần và chia đều cho tất cả anh em trong tuần đó tham gia hoạt động đó, chứ không chia dài hết, không chia riêng cho một ai. Ô con cái mấy mày hư kìa. Rồi quá đẹp anh em ơi, hôm nay ok rồi. Tuần trước anh em không, tuần trước á mình có 16 kim hơn rồi. Tuần này nhiều quá. Ok anh em ơi, và sau khi đấu giá xong thì ban thu được khoảng gần 35 kim anh em ơi, quá đẹp luôn nha mọi người. Đó thì anh em thấy không, nếu như anh thành lớn thì anh em sẽ có thêm một cái gì đó rất là ok. Thì nói chung trong liên minh giữa Tứ Hải và Phật thì anh được một thành lớn, kèm hai thành nhỏ thì hai bang đều có phần thưởng chung nè. Đó. Rồi bang mình lợi thêm một chút nữa là đã ăn thêm 16 16, thì cái lương của anh em của 16 16 đấu giá thì được khoảng thêm 7-8 kim nữa, thì lương của anh em tuần này khá tốt nha nè. Rồi ok. Và cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho bang Phật như là Tứ Hải cũng như là ACE, tất cả bang Phật, tất cả anh em bang cướp cũng như là bang tơ ở cùng với chỗ E8 Phật Sơn Ký Sử này luôn luôn diễn ra một trận cần chiến mạng nhãn cho anh em xem hàng tuần nha, và thứ sáu hàng tuần nha mọi người, và những trận đánh 16 16 tiếp tục nha. Ok, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em.